Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tình Báo Yuki Hàng Năm. Mình là Minty. Sau khi cơ chế chiến đấu tại game Yuki Hàng Năm Trung Quốc được thay đổi, thì những con bài như là Pilot đi bóng tối rất mạnh đó các bạn. Các bạn nghĩ sao khi trong vòng một tinh thì thân bài đã gọi ra được ba con bài Pilot đi bóng tối thôi các bạn? Làm sao đợi được đây? Chúng ta cùng xem nhá. Thánh đầu tiên chứ có gì là nhân vật Yuki Yudai vẫn rất tư tốn, đánh rất cẩn thận. Đó là con Pilot bóng tối đầu tiên thôi các bạn. Ngay sau khi với đúng hợp nó được tấn công lập tức, để lấy sức mạnh của cơ chế chiến đấu mới. Sau khi tấn công xong thì nhân vật Ichigo đã giải trừ dung hợp. Bây giờ là tiếp tục dung hợp con Pilot đi bóng tối thứ hai Hojin Pilot đi bóng tối. Như vậy đó là con Pilot đi bóng tối thứ ba thưa các bạn, là dung hợp. Như vậy trong một mục tinh thì nhân vật Ichigo đã dung hợp đến 4 con Pilot đi bóng tối thưa các bạn, 4 con nhá, rất khủng khiếp. Chúng ta không xem ở phía bài của nhân vật Ichigo. Mình nghĩ rằng đây cũng là một dạng kỷ lục rất khó để có thể phá. Trong lượt đầu tiên thì bài của Ichigo cũng ra gì, nhưng với sức mạnh tinh bàn, cô ta đã bốc được con bài bậc thầy dung hợp để rút qua được con ba dung hợp. Đó là ba lần đi bóng tối đầu tiên giải trừ dung hợp. Chỉ dùng chuẩn bị dung hợp, bây giờ là dung hợp ba lần đi bóng tối thứ hai. Hồi sinh con bài Paladin bóng tối thứ ba thế các bạn. Bây giờ là thu hồi dung hợp ba, tiếp tục sử dụng dung hợp. Coi bốn con bài Paladin bóng tối trong một tính thế các bạn, không thể nào đợi được, rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Nếu như các bạn thấy video này tuyệt vời và thú vị thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.